Thưa quý vị, kết luận số 69 ngày 11 tháng 1 năm 2024 của Bộ Chính trị về lĩnh vực phát triển khoa học và công nghệ đã nêu rõ, bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, có một thực tế là chi ngân sách dành cho khoa học công nghệ đang giảm dần, chưa bảo đảm được con số 2% tổng chi ngân sách nhà nước như đã đề ra. Vì thế, việc cần làm trước nhất là cần phải bảo đảm nguồn lực chi cho khoa học công nghệ để tạo đột phá cho sự phát triển. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, từ năm 2017 đến nay, chi ngân sách dành cho khoa học công nghệ đã giảm dần trong tất cả các năm, thấp nhất là 0,82%. Đây là điều đáng báo động, mà nguyên nhân là do các bộ ngành địa phương chưa thực sự quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, chưa có những đề án bảo đảm đúng nguyên tắc tiêu chí để bố trí vốn. Trung ương đã bàn, Đảng đã bàn, Quốc hội cũng đã quyết định là phải dành ít nhất 2% tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ, thì điều này cần phải được thực hiện nghiêm. Nhưng vấn đề ở chỗ là có kinh phí rồi, thì bây giờ tức là phân bổ như thế nào, rồi chi tiêu ra sao, lại là một vấn đề lớn đặt ra hiện nay. Như chúng ta biết, cái tình trạng tham nhũng tiêu cực trong Đảng và trong xã hội nó diễn ra ở tất cả các lĩnh vực, ở tất cả các cấp, chứ không chỉ ở một cấp nào. Trong năm gần đây thì chúng ta đã đẩy mạnh cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ, thì đòi hỏi là để cái đồng tiền mà của nhân dân mà chi cho khoa học công nghệ thì đòi hỏi là Đảng phải tăng cường kiểm tra. Cụ thể, giai đoạn 2016-2021, tổng kinh phí các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp cơ sở và các nhiệm vụ khác là hơn 3.700 tỷ đồng, nhưng chỉ có 519 tỷ đồng được phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chiếm hơn 14%. Đáng chú ý, có 86 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia bị dừng thực hiện, không nghiệm thu được, gây lãng phí lớn. Trước hết là đảng đoàn của Quốc hội, đảng đoàn của Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan cần phải coi cái việc chi cho khoa học công nghệ đạt cái mục tiêu chỉ tiêu đề ra như là một trong những yêu cầu hoạt động của mình trong năm, và coi đây là một trong chỉ tiêu thi đua trong quá trình đánh giá kiểm tra của Đảng. Cái thứ hai nữa là đưa ra các cái quy định cũng như là thực hiện các hoạt động thanh kiểm tra để mà tránh cái việc điều chuyển cái nguồn tiền này từ hoạt động khoa học công nghệ sang các lĩnh vực khác trong cái thực tiễn biến động, để mà tránh cái trường hợp mà hình thức thì là vẫn chi đủ, chi đúng, nhưng mà trong thực tiễn thì lại bị biến báo. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ như vậy thì cái người đứng đầu phải có trách nhiệm toàn diện, mà trong đó kể cả là trách nhiệm trong vấn đề là kinh phí, chứ không nói rằng tôi không am hiểu gì về kinh phí nên là cái khuyết điểm là khách quan chứ không phải là chủ quan. Tôi cho rằng đã là người lãnh đạo thì không thể là có cái câu chuyện là tôi không biết cái lĩnh vực đó. Nếu không biết thì đừng nhận cái trách nhiệm là người đứng đầu đấy. Kết quả buổi làm việc của đoàn giám sát của Quốc hội với Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 cho thấy nhiều dự án bị dừng triển khai do nguyên nhân chủ quan, như công tác lập thẩm định phê duyệt dự án không tiên lượng hết sự thay đổi về công nghệ, dẫn tới nhiều tiêu chuẩn quy chuẩn không được đầu tư, dự toán vượt tổng mức đầu tư phải xin dừng dự án. Như vậy, để bảo đảm việc bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho khoa học công nghệ, cần bảo đảm chất lượng xây dựng các đề tài dự án ngay từ đầu.